Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng 12, một ngày rằm của tháng cuối năm. Thì còn khoảng tầm hơn 10 ngày nữa thôi là tất cả chúng ta đã bước sang qua năm mới, năm 2021. Thì hôm nay mình được đồng hành cùng với gia đình chị Huệ, một Việt Kiều hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, có tổ chức phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn của bà con nhân dân tại địa phương, khu phố Phú Lạc, phường Hồ Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì hy vọng những phần quà của chị Huệ sẽ đóng góp phần nào để giúp cho những hoàn cảnh có một cái Tết an lành và ấm áp hơn. Cũng nhân dịp năm mới, mình xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta dồi dào sức khỏe, chúc cho chị Huệ cùng với gia đình mình an khang thịnh vượng. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để cùng với gia đình chị Huệ tiến hành phát quà cho bà con, bởi vì rất là nhiều quý cô chú anh chị chúng ta đã đến đây từ sáng sớm và đang sắp xếp thứ tự để chờ nhận quà. Thì buổi sáng ngày hôm nay gia đình chị Huệ sẽ tổ chức phát khoảng tầm 200 xuất quà. Mỗi xuất quà sẽ bao gồm một túi gạo 10kg và một phong bì, trong đó có 200.000 đồng. Hy vọng là số tiền trong đó sẽ xin gửi đến quý bà con để chúng ta về nhà chúng ta có thể sắm sửa những cái gì cần thiết để cho ngày Tết. Thì bây giờ bên phía gia đình của chị Hờ sẽ tiến hành phát quà cho quý bà con thân mến. Đại diện cho gia đình của chị Hờ là có ba chị em của chị sẽ thu phiếu và phát quà cho quý bà con. Bình cùng với gia đình chị Hờ xin gửi lời cảm ơn đến quý bà con sáng nay đã tranh thủ có mặt và đến trực tiếp với gia đình, để gia đình có cái cơ hội và trao quà trực tiếp đến với quý bà con thân mến của chúng ta. Đâu con em? Dạ dạ. Đây giấy của cô con em. Hoàng có không? Không khí đến nhận quà của quý bà con trong buổi sáng ngày hôm nay rất là nhộn nhịp. Thì mình cũng rất mong rằng càng ngày có nhiều những cái tấm lòng hoàng, những cái tấm lòng mạnh thường quân sẽ giúp đỡ san sẻ phần nào khó khăn của những cái hoàn cảnh ở tại địa phương hay là các cái nơi, những cái vùng khó khăn ở trong tỉnh sẽ bớt đi cái phần nào khó khăn cho quý cô chú anh chị của chúng ta. Chị Hảo đang tiến hành phát phong bì cho những quý cô chú anh chị nào mà để nhận phần gạo. Những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta trong buổi sáng này hôm nay cũng rất là đông, có khoảng tầm 200 xuất quà. Rất là nhiều những cái xuất quà của gia đình chị Huệ đang phát cho bà con có những cái hoàn cảnh khó khăn đang đến đứng đợi để nhận quà. Mỗi suất là một bao gạo 10kg và một phong bì.
bà con đang tiến hành nhận quà. Rất là nhiều những cái xuất quà của gia đình chị Hệ đang được trao đến tay của tất cả các hoàn cảnh bà con tại khu phố Phú Lạc. Cô chú anh chị nào mà sáng nay đến nhận quà muộn thì gia đình sẽ giữ xuất quà của quý cô chú anh chị. Khi nào quý cô chú anh chị mình có thời gian thì quý cô chú anh chị đến với gia đình để nhận quà. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều. Xin thay mặt bà con, mình xin gửi lời cảm ơn đến chị Hệ cùng với gia đình đã tổ chức cái chương trình phát quà cho những hoàn cảnh. Hy vọng rằng những phần quà của chị Hệ sẽ đóng góp phần nào để làm cho bà con có một cái Tết an lành và ấm áp hơn. Và hy vọng trong những cái dịp sắp tới, chị Hệ sẽ tổ chức các cái chương trình phát quà và giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo.